Hello hello, Liệu xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dương Liệu Handmade. Video này Liệu sẽ hướng dẫn bằng móc một mẫu túi đựng tai nghe rất là cưng. Và mẫu túi này mình có thiết kế thêm một cái dây đeo để các bạn có thể gắn vào túi sách. Mình có thể làm móc khóa để bỏ những cái thứ linh tinh nhỏ nhỏ vào trong cái túi này cũng được các bạn. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình len sợi tự do nha, cỡ sợi 2mm là được. Thì mình hướng dẫn đó là len miêu bò nè, cỡ 2mm. Rồi kim móc của các bạn chuẩn bị cho mình kim. Mình chuẩn bị là đầu 4/0 thì tương ứng với kim 250mm hoặc là kim 3mm. Nó cũng sẽ ra cái cỡ túi như vậy nha. Cỡ túi này nó kích thước là ngang cũng như dọc là 7cm các bạn nha. Đó, cỡ nó túi này là cỡ túi vuông, cho nên là kích thước ngang và dọc là 7cm. Chuẩn bị thêm cho mình một chiếc kim khâu len và một chiếc kéo cắt len nữa. Thì toàn bộ những dụng cụ, nguyên liệu, len và liệu đều có bán ở shop. Và mình để cái link ở dưới bài mô tả. Các bạn kích vào link Shopee và Lazada để các bạn tham khảo những màu len và kim móc để chọn mua, để mình học móc cái mẫu túi mini cưng cưng này nha. Mẫu này móc nhanh lắm các bạn, chỉ cần 15 phút là chúng ta đã hoàn thành được chiếc túi bé bé này rồi. Rồi chúng ta cùng vào phần bài học thế nào. Đầu tiên các bạn lấy sợi len của màu chính, chúng ta tạo một vòng tròn mà thuật. Móc lên 3 mũi móc xích. 1 2 3. Móc vào trong vòng tròn ma thuật này cho mình 2 mũi kép. 1 mũi kép. 2 mũi kép. Xong rồi các bạn cách 1 xích, 2 xích, móc vào trong vòng tròn này 3 mũi kép liên tiếp. 1 kép, 2 kép, 3 kép. Mình đã tạo được 2 cụm rồi. Bắt đầu chúng ta cùng cách 2 xích và tạo tiếp 2 cụm còn lại cũng bằng 3 mũi kép vào một cụm. 2 3. Xong một cụm này rồi, chúng ta lại cách 2 xích tạo tiếp một cụm ô vuông còn lại. 1 2 và một mũi kép cuối cùng còn lại nữa để nó tạo thành một góc ô vuông thứ tư. Rồi xong một cụm mũi kép thứ tư, chúng ta lại cách 1 xích 2 xích. Mình sẽ rút cái sợi ngắn này chặt lại và móc một mũi dời vào chân móc đầu tiên của mũi kép này, là tính từ cái xích 1 xích 2 xích 3 xích, tính vào cái xích thứ tư đó các bạn. Móc một mũi dời vào đó là mình đã xong. Rồi cái chân móc của mình nó đang ở cái chân mũi kép bên này, chúng ta sẽ dời qua một chân móc để mình móc tiếp cái sợi màu trắng nó ở qua cái lỗ này nha các bạn. Đây, cho nên là các bạn phải dời cái sợi màu hồng qua đây một chân móc. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ đưa cái len màu trắng vào, và trước khi đưa vào là các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt của cái sợi màu trắng trước để khi mình móc tiếp theo nó không có bị tụ nha. Rồi mình sẽ đưa cái sợi trắng đổi len qua đây, đổi trực tiếp qua như thế này và xiết cái sợi màu hồng cho chặt xuống, và mình sẽ móc vào tại cái lỗ này một mũi đơn trước, một mũi đơn nha. Rồi các bạn móc lên 1 xích 2 xích để nó tạo một cái chân móc tại cái lỗ này rồi mình mới móc tiếp nha. Rồi chúng ta móc vào đây một mũi đơn, hai mũi đơn. Đó, mình móc tại cái góc ô vuông đó các bạn. Xong một cụm ô vuông rồi, các bạn sẽ móc tiếp cho mình 1 xích 2 xích, móc vào tại cái góc ô vuông này thêm cho mình một cụm 3 mũi kép vào chung một chân móc nữa.
một kép, hai kép, ba kép. Đó là mình đã hoàn thành xong một cái góc ô vuông. Các bạn nhớ là ở cái lúc khởi tạo lên đây đổi cái màu lên trắng đó, thì các bạn chỉ cần là móc một mũi đơn và hai xích thôi là nó sẽ tạo được một mũi kép nha. À, để tránh khỏi dư chân móc, là các bạn đã xong một góc ô vuông đầu tiên. Thì các góc ô vuông còn lại các bạn cũng móc tương tự, và cái sợi len màu hồng này các bạn sẽ chừa đây để chúng ta nối tiếp hàng thứ ba, chứ chúng ta không có cắt len nha. Bắt đầu góc ô vuông thứ hai các bạn cũng móc tương tự như vậy, cũng một cụm 3 mũi kép và cắt 2 xích và 3 mũi kép tiếp. Rồi 3 mũi kép xong, chúng ta lại cắt 2 xích, móc tiếp vào cái góc ô vuông đó cho mình 3 mũi kép nữa. 1 kép, 2 kép, 3 kép. Đó, rồi các bạn sẽ móc tương tự hai góc ô vuông còn lại y chang như công thức góc ô vuông thứ hai này nha. Cứ 3 kép, cắt 2 xích, 3 kép. Rồi tương tự như vậy mình sẽ gặp nhau ở chân cuối này nha. Mình đã móc đến chân cuối cùng rồi thì chúng ta cũng kết hàng lại bằng một mũi dời vào chân móc của mũi kép đầu tiên này, tính tức là cái một mũi xích 1 2 3 và mũi xích thứ tư đó các bạn. Mũi xích thứ tư tại đầu chân mũi kép đó nha. Rồi mình kéo lên qua là chúng ta đã thực hiện xong cái mẫu ô vuông hàng thứ hai. Bắt đầu lên hàng thứ ba, các bạn sẽ đẩy cái sợi len màu hồng này lên này các bạn, đẩy sợi len màu hồng lên nha. Rồi siết cái sợi len màu trắng cho chặt lại, và khi đổi len thì các bạn cũng sẽ móc tương tự giống như hàng thứ hai ở dưới này. Các bạn cũng sẽ móc vào trong cái lỗ ô vuông này cho mình trước tiên là một mũi đơn trước nè, để cho nó tạo cái chân móc tại cái lỗ này. Rồi các bạn sẽ móc lên một xích, hai xích. Đó, một mũi đơn là nó cũng tạo thành một mũi xích rồi, thì các bạn chỉ móc thêm hai xích còn lại nữa thôi nha. Rồi tại cái góc này các bạn sẽ móc tiếp cho mình là hai mũi kép nữa. Đó, và nó đã tạo được một cụm móc rồi nha. Rồi tới cái góc ô vuông này các bạn sẽ móc cho mình là một kép, hai kép, ba kép. Xong rồi các bạn cắt một xích, hai xích, rồi đâm vào tại cái góc ô vuông nó tiếp cho mình một cụm ba kép như vậy nữa. Một kép, hai kép, ba kép. Đó, cứ bốn góc ô vuông là các bạn sẽ móc tương tự một cụm 6 kép như vậy nha. Rồi còn tới cái góc mà không phải góc ô vuông này, góc cạnh này, thì các bạn sẽ móc 3 kép thôi. Một kép nè, hai kép, ba kép. Đó, rồi quay lại tới cái góc ô vuông này, các bạn sẽ móc tương tự giống như góc bên này. Một kép, hai, ba. Xong rồi chúng ta cắt một xích, hai xích và móc vào cái góc này ba cụm kép nữa. Một kép, hai kép, ba kép. Rồi tương tự như vậy, bây giờ tới cái phần góc, tới cái phần cạnh ô vuông này thì các bạn sẽ móc một cụm như vậy nha. Đây, một cụm là ba mũi kép vào chung một trong móc thôi. Rồi các bạn sẽ lặp lại tương tự như vậy nữa nha. Cái này là cụm góc ô vuông là 6 kép nè, cái này là cạnh ô vuông là 3 kép, cái này là góc 6 kép. Đó, rồi các bạn sẽ làm lại ba cạnh như vậy, tương tự như các công thức mình vừa hướng dẫn, và mình gặp nhau ở chân cuối nha các bạn. Rồi đến chân cuối cùng chúng ta cũng móc một mũi dời vào trong móc đầu tiên của mũi kép này, tương tự như hàng dưới mình hướng dẫn đó các bạn. Đây, xong rồi chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích, siết chặt lại và cắt len là mình đã hoàn thành xong cái phần ô vuông rồi nha. Mình cắt luôn cùng cái sợi màu trắng để cắt luôn nha, là mình đã móc xong rồi. Để chúng ta sẽ siết chặt lại. Rồi các bạn sẽ sử dụng kim khâu len để chúng ta khâu các cái đoạn chỉ thừa này nha.
bắt buộc là mình phải khâu giấu sợi, tại vì sợi nó nhiều á, các bạn phải giấu sợi. Đây, tại cái trong móc mà chúng ta móc một mũi dời đó, rồi các bạn sẽ cắt qua một chân móc đây và mình sẽ giấu qua một mép len thôi, mình sẽ siết cái sợi này chặt xuống. Đó là các bạn sẽ thấy cái mối nối của mình nó bằng và cái sợi giấu nó bằng, nó không có lộ cái điểm mối nối ha. Rồi mình sẽ quay xuống phía dưới nè, các bạn sẽ giấu len xuống phía dưới cho mình nha. Và cái thủ thuật giấu là mình sẽ cho kim vào giữa cái sợi len nè, giữa hai sợi len đấy, rồi các bạn sẽ chốt qua cho mình một mối như vậy, vòng qua và cho cái kim này qua cái sợi len này nè, chúng ta siết chặt nó lại một lần nữa, siết xuống phía dưới đó các bạn, rồi là nó sẽ không có bị bung nữa nha. Đó, mình vòng qua một lần như vậy rồi thì các bạn sẽ giấu thêm cho mình 3-4 mối như vậy nữa, 3-4 chân móc đó các bạn. Rồi kéo chặt lại là các bạn sẽ không thấy mối nối đâu hết ha các bạn. Đó, nhìn rất kỹ và mình đã chốt một mối ở trên này, chốt một mối ở dưới này nữa, thì cái sợi len của mình khi mình xài thời gian lâu dài nó cũng không có bị bung đâu. Cái cách chốt len kỹ là phải chốt như vậy đó các bạn nha. Rồi tới cái sợi len trắng này thì mình hướng dẫn các bạn cách chốt tiếp nha. Mình chốt len cho kỹ và cái điểm mối nối của mình nó không có lộ á, thì cái phần phía trong này nhìn nó cũng rất là đẹp, nó không có cộm lên các bạn nha. Đây, các bạn sẽ đẩy qua cái sợi len qua rồi vòng cái kim lại. Đây, siết chặt nó xuống là mình đã chốt một mũi len ở đây nha, là nó không bung đó các bạn ha. Rồi các bạn sẽ cho kim nó qua cái sợi trắng. Sợi hồng thì mình sẽ giấu vào trong sợi hồng, mà sợi trắng thì mình sẽ giấu nó vào phía trong của sợi trắng để nó không có bị lộ cái mối nối của mình ra nha. Ở đây á thì cái phần sợi trắng của mình nó nằm một cái đoạn này rất là ít, cho nên là các bạn sẽ giấu vòng đi vòng lại 2-3 lần. Đó, các bạn giấu một vòng qua rồi giấu một vòng lại như vậy. Đó, tại vì cái cụm trắng của mình nó chỉ nằm có một gọn chút xíu ở chỗ này thôi đó, nên là các bạn sẽ giấu 2 vòng như vậy nha. Đó là cách giấu lên cho những cái phần mà chúng ta ráp ô vuông đó các bạn. Còn 2 sợi còn lại này các bạn cũng sẽ giấu lên tương tự giống như 2 sợi mình vừa hướng dẫn nha. Rồi mình đã giấu lên xong và các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 2 miếng ô vuông tương tự như vậy ha. Rồi chúng ta sẽ ráp lại. Và khi ráp á thì các bạn sẽ quay cái phần thuận nó ra bên ngoài và phần ngược các bạn sẽ úp nó vô trong như vậy. Đó, úp nó vô như vậy các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ sử dụng cái sợi len màu hồng để mình móc cái đường viền và cũng tạo cho mình một nút thắt trước. Bắt đầu mình mới đưa vào để mình móc ráp nha các bạn. Trời, tạo một nút thắt như vậy ha. Bắt đầu chúng ta sẽ ráp từ 2 cái góc ô vuông này trước nè. Ở đây nó có 2 mép len, các bạn sẽ cho kim vào 1 mép len ở phía bên ngoài này. Cái mép tương tự này các bạn sẽ cho kim vào 1 mép ở bên trong này. Đó là mỗi mép mình sẽ lấy 1 mép ô vuông như vậy nha. Mỗi cái bên này mình lấy mép ngoài và bên này mình sẽ lấy mép trong. Rồi cho cái sợi len vào 2 cái mép len luôn, 2 mép len này kéo qua. Đó là mình đã cho sợi len vào thành công rồi. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ móc ráp nha. Đầu tiên các bạn sẽ cho 1 mép len ở ô vuông bên này và 1 mép len ở ô vuông bên kia. 2 cái mép len này nó phải gần nhau như vậy các bạn nha. Rồi bắt đầu các bạn sẽ trượt qua 2 sợi len đó. Rồi trượt qua luôn cái sợi len này là mình trượt qua 2 chân móc đó các bạn. Đó, rồi bắt đầu tới chân thứ 2 các bạn cũng làm tương tự như vậy nữa. Qua 2 mép len, lấy sợi len trượt qua 2 mép len đó, trượt qua luôn cái mép len cuối cùng
Rồi, mình làm tương tự như vậy cho tất cả các cái chân móc còn lại. Rồi, tương tự như vậy các bạn nha. Kéo lên qua một lần, kéo lên qua hai lần. Rồi, khi các bạn làm như vậy nó sẽ hiện ra một cái phần đường mối nối rất là đẹp. Đó. Đó, nó sẽ hiện ra một đường mối nối như vậy rất là đẹp nha. Rồi, các bạn sẽ làm tương tự như vậy cho mình mỗi chân móc là một dời cho đến góc ô vuông này, còn cái phần này các bạn sẽ chừa lại cho mình nhé. Rồi, mình đã móc đến chân cuối cùng, đó nó sẽ hiện ra một phần mũi đơn rất là đẹp. Và để mình viền thêm cái phần trên miệng túi này cho nó hiện một mũi đơn giống như cái phần cạnh này nữa, là chúng ta sẽ bắt đầu móc tiếp cái hàng mũi đơn xung quanh túi này cho các bạn không có cắt len nha. Rồi bắt đầu tại cái vị trí này, các bạn sẽ móc vào cái phần góc ô vuông này nè. Đó, các bạn thấy cái lỗ nó hiện ra không? Rồi móc vào tại cái chân móc đó cho mình một mũi đơn nha. Rồi bắt đầu các bạn sẽ móc liên tiếp mỗi chân móc một mũi đơn như vậy cho mình tiếp. Một đơn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 10. Đó, tại cái góc ô vuông này các bạn cũng phải móc một mũi đơn vào đó nha. 10 mũi đơn các bạn nha. Rồi, từ cái góc bên này qua tới góc bên này là 10 mũi đơn. Rồi, cái cạnh mà chúng ta ghép hai miếng ô vuông này lại với nhau thì các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi móc xích. Đó, để nó tạo cái khoảng cách hai cái miếng ô vuông này nó khớp lại với nhau. Rồi bắt đầu tới cái góc ô vuông bên này, các bạn cũng móc tiếp cho mình 10 mũi đơn nha. Hai cái lỗ này là các bạn cũng móc hai mũi đơn vào đây. Bắt đầu chúng ta móc tiếp theo nè. Một đơn và kẹp cái sợi len mà mình chừa lúc nãy đó, các bạn sẽ đi vào trong cái mũi móc đơn này luôn. Đó, các bạn sẽ móc tiếp theo cho mình 8 mũi đơn còn lại, mình sẽ gặp nhau ở trong cuối này nha các bạn. Xong 10 mũi móc đơn thì tại cái góc này, cái góc này các bạn cũng móc tiếp vào đây một mũi đơn nữa, là 11 mũi đơn các bạn nha. Và để hai cái miếng ô vuông này khớp lại với nhau thì các bạn cũng phải móc một mũi xích tương tự giống như cái góc bên này nữa ha. Rồi móc một mũi xích rồi thì chúng ta sẽ móc một mũi dời vào trong móc mũi đơn đầu tiên của cái phần lỗ góc ô vuông này nè các bạn, để hai cái phần nó sẽ nối lại với nhau bằng một mũi dời như vậy đó. Rồi khi tạo một mũi đơn ở phần miệng túi á, thì nó sẽ khớp tương tự giống như ba cái góc ô vuông còn lại. Rồi chúng ta sẽ thử cái tai nghe của mình vào đây nha. Đó, các bạn cho cái tai nghe vào, khi mà đẩy nó xuống thì thấy nó vừa nó khớp rồi á, thì mình sẽ móc cái phần sợi dây mà các bạn cái tai nghe nó to hay nó dài chút xíu thì các bạn móc thêm cho mình một hàng mũi đơn nữa nha. Đó, tai nghe của mình nó vừa rồi thì các bạn sẽ móc lên cái phần dây xích nè, để mình vừa cầm nắm thì dễ mà mình đeo vào túi nó cũng tiện nữa. Thì tại chân móc này các bạn sẽ móc lên cho mình 45 mũi móc xích nha. Đó, mình vừa tạo cái chìa khóa mà mình vừa đeo vào trong cái túi xách của mình được luôn. Rồi các bạn sẽ móc tiếp theo như vậy cho mình nha. Rồi mình đã móc xong cái sợi dây xích. Nếu các bạn không đếm thì các bạn sẽ gấp đôi nó lại, thì cái phần dây này nó sẽ vừa qua cái phần túi, là khi mình tròng vào trong mình làm móc khóa là nó sẽ vòng qua được cái túi như vậy. Đó, nó sẽ vòng qua được như vậy là được nha. Đó, cái sợi dây nó sẽ dài chút xíu vậy là được. Rồi các bạn sẽ kết hàng vào tại cái vị trí mà chúng ta lên cái sợi xích này luôn nha. Đây các bạn để ý thấy nó đang ở cái chân móc bên này, thì các bạn sẽ kết hàng nó qua cái chân móc bên này để hai cái sợi dây nó nằm ở hai quai như vậy nha. Rồi kết hàng xong các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, siết chặt lại và cắt cho mình một đoạn len dài dài chút xíu để mình giấu cái sợi len này vào trong túi.
đây, siết chặt lại, thiệt chặt lại, rồi dùng kim khâu len để chúng ta giấu cái đoạn mối nối này. Thì cách chốt len và giấu len cũng tương tự giống như cái phần ô vuông đó các bạn. Tại cái trong móc này ha, các bạn sẽ đưa qua trong móc kế tiếp và đưa vào một mép len thôi. Đẩy cái sợi len này xuống phía dưới nè, rồi siết chặt lại. Siết chặt lại như vậy là nó sẽ không có lộ cái mối nối của mình nha. Rồi các bạn sẽ giấu len xuống phía dưới này cho mình thật là chặt nè, vòng cái kim qua và tạo một cái lỗ và đút cái kim này lại tại cái lỗ đó để mình chốt len thêm một lần nữa cho nó chắc. Rồi thế là mình sẽ giấu len vào đây thôi. Khi giấu là các bạn sẽ giấu hàng ngang theo cái đường mũi đơn này nè, cho nó dễ giấu các bạn nha. Đó, đẩy cái kim qua và chúng ta sẽ đẩy hết những cái len thừa toàn bộ qua và mình sẽ cắt len đi là xong các bạn. Rồi, và chúng ta sẽ cho cái thành phẩm vào. Đây, đưa cái tai nghe của mình vào nha. Cái tai nghe của mình nó bé bé cưng cưng á, bỏ vào trong túi này nữa thì thiệt là cưng luôn. Rồi, rất là vừa vặn và rất là cưng nha. Đó, mình đã hướng dẫn cho các bạn móc xong cái phần túi mini đựng tai nghe mà cũng vừa là móc khóa luôn. Rồi, nếu các bạn thấy video này hay nhất cho mình xin một like với nha. Và để lại bình luận bên dưới, nếu các bạn có đoạn nào thắc mắc chưa hiểu chưa rõ đó thì các bạn cứ để lại bình luận, mình sẽ trả lời cho các bạn trong thời gian sớm nhất để các bạn hoàn thành cái mẫu túi mini cưng cưng này nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. See you.